đều như là không trở lại. Có lẽ mình sẽ chết ở đây, hoặc không ai biết mà. Chị, có chuyện gì mà chị gọi em qua đây gấp vậy? Chị không thể nào liên lạc được với anh Thái. Mấy hôm nay anh ấy không đi làm. Chị chỉ sợ có chuyện gì xảy ra rồi. Chị có lo xa quá không? Nhớ đâu anh ấy có việc đi đâu thì sao? Đi công tác hoặc là về thăm gia đình chẳng hạn. Vấn đề là Nhân đã từng cảnh báo sẽ không để cho anh Thái yên nếu như anh ấy tiếp tục điều trị bệnh cho chị. Không biết cô ta có làm điều gì ngu ngốc không nữa. Đây này, trong điện thoại vẫn còn lịch sử cuộc gọi. Còn có cả tin nhắn hẹn gặp ở quán cà phê nữa. Vậy chị em mình đến đây xem sao. Đi. Vâng ạ. Em ơi, cho anh dạ, hỏi chút. Em chào anh chị ạ. Em ơi, em đã gặp người phụ nữ này bao giờ chưa? Em có nhìn thấy chị ấy đi cùng với người đàn ông không? Hôm trước em có thấy chị này là nhờ em gọi taxi để chở một anh bị ngất đi ạ. Bị ngất á? Vâng ạ. Em có biết họ đi đâu không? Em cũng không biết đâu anh chị ạ. Cảm ơn em nhé. Chị cảm ơn. Vâng. Có khi nào Nhân giết anh Thái rồi không? Em hiểu tính của chị mà. Chị chưa đến mức độc ác như thế đâu. Chị không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Chị làm như vậy thì có ích gì đâu. Giờ chúng ta cần phải hỏi chị Nhân cơ. Nhưng chị đang ở đây thì làm sao mà hỏi Nhân được? Đấy mới là vấn đề, chúng ta cần phải gặp chị ấy. Hay là em mắng chị đi, đánh chị cũng được. Chỉ cần có sự ức chế nào đó là nhân cách của chị sẽ bị hoán đổi. Làm sao em có thể làm như thế được? Mà nếu mà làm như thế thì cũng chỉ là hên xui thôi. Thế thì làm thế nào? Chúng ta đi tìm nơi khác vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã làm gì? Cô muốn gì ở tôi? Tôi ghét cô. Tôi ước gì cô chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ vì cô mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Cô muốn tôi nhớ về điều gì? Muốn tôi nhớ về bố? Nhớ về những ký ức tồi tệ đó à? Cô muốn tôi cảm thấy bất hạnh à? Tại sao? Chẳng nhẽ cô muốn làm tất cả những người tôi yêu thương phải đau khổ à? Tại sao?
Tại sao cứ muốn tôi phải bất hạnh? Cô đúng là một con bé ngu ngốc. Sao cậu lại ở đây? Chị hẹn em tới đây có việc mà. Thế à? Thế hôm khác nhá. Hôm nay bận rồi. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Mày có chắc nó đi qua đường này không? Chắc. Tối nào nó đi tập yoga đều đi qua đường này cả. Chắc chắc cái đầu mày mà chắc. Đâu? Này, hay là nó đánh hơi ra tụi mình nhỉ? Bọn mình chuyên nghiệp như thế này, lại kín đáo như thế, làm sao nó biết được? Thế gì sao từ chiều đến giờ chả thấy bóng dáng nó đâu? Mày bảo tao là ai hả? À? Đi về! Rách việc! Anh Thái ơi! Anh Thái! Anh có sao không? Anh tưởng anh chết ở đây mà không ai biết. Em xin lỗi. Tại cô ta tự nhiên xuất hiện, chiếm mất bao nhiêu thời gian của em. Nào, anh yên tâm, em đã chuẩn bị đủ lương thực cho anh cả tuần rồi. Cái gì? Em định giam anh đến bao giờ nữa? Em có biết em đang làm việc phạm pháp không? Em làm thế này có thể bị đi tù đấy. Em sẽ giam anh ở đây cả đời nếu cảm thấy đó là việc cần thiết. Nào, em đang nghĩ gì thế hả Lan? Em là Nhân. Nhân chứ không phải là Lan. Anh xin lỗi. Uống đi. Anh nhầm. Anh chịu khó ở đây một thời gian, Lan không có sự giúp đỡ của anh, cô ta sẽ ngấm dần sự đau khổ và dằn vặt. Lúc đó sẽ tự biến mất. Lúc đó
sẽ là khoảng thời gian của em với anh. Anh xin em, em đừng làm như thế nữa. Sẽ không quay lại được đâu. Anh cho đó là sai lầm. Nhưng em thì không. Em đang làm những việc hoàn toàn xứng đáng với bản thân mình. Vì thế nên anh cứ ngoan ngoãn ở lại đây nhá. Tốt với anh thế. Lúc này là tốt, em mượn máy một tí. Một lát thôi nha. Anh biết tin gì chưa? Chưa. Bức ảnh hôm trước anh em mình đăng lên được hơn 600 like rồi đấy. Wow. Nó là do anh chụp đấy. Anh á chỉ là một phần thôi, 9 phần còn lại là nhờ công thức chỉnh ảnh lung linh của em mới được nhiều like như thế. Mà thôi anh bảo này. Có lẽ chúng ta cần phải tính lại đấy. Tính gì? Nếu như mà bây giờ mà bán hàng online và ship hàng tận nơi, anh nghĩ khả năng sẽ có một lượng khách nhất định. Chứ nếu mà cứ như thế này khó phát triển lắm. Nhưng mà phải hỏi ý kiến chị Lan đã. Ơ, mình nhắc Tào Tháo về luôn kìa. Chị đi đâu về đấy ạ? Chị ạ. Đi đâu về việc của cậu? Mà cậu hay nhỉ? Không có việc gì để làm à? Sao cứ rảnh ra là đến đây tán tỉnh con gái nhà người ta đấy? Chị Lan, có tán tỉnh gì đâu. Em với anh Quân đang bàn nhau về một kế hoạch. Nếu thành công... Ôi! Chị có sao không? Cậu cố tình chơi tôi đấy à? Em có làm gì đâu à? Tại chị vội vàng đấy chứ. Làm gì đấy? Đây, chị Lan. Em với anh Quân vừa bàn nhau về một kế hoạch. Nếu như thành công, chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn. Xem đi này. Anh định làm gì đấy? Anh không làm gì cả. Hai chị em xem đi. Anh rảnh thì lượn đi. Đúng rồi đấy. Đẹp không? Tàn cả bó. Chị Lan, anh làm gì đấy? Chị Lan ơi, chị tỉnh lại đi. Anh không có cách nào khác cả. Trời ơi, chị ơi. Chị Lan. Mình đã quay trở lại. Chị uống nước đi. Mà sao cổ đau quá nhờ? Nhưng kiểu vừa bị ai đánh ý. Chị, mình đi thôi. Đi đâu? Thư không đi đâu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chị là chị Thư à? Này, anh ơi, Thư vừa nghĩ ra một công thức làm bánh mới đấy. Để Thư vẽ cho Thanh xem nhé. Em xem nữa nào. Không lẽ mình lại phải ra tay một lần nữa? Này, anh mà làm gì với chị Lan là không xong em đâu. Em không hiểu chuyện gì đâu. Chị Thư này, chị có thể lặn đi một chút được không? Em đang cần gặp chị Lan. Cậu mới là người phải lặn đi ý. Không nhìn thấy tôi đang làm việc đây à? Bà chị nhỏ ơi, em xin chị đấy. Chỉ một chút thôi, em đã có việc rất gấp. Không. Hay đấy. Chị nhường cho người ta một chút đi mà. Cậu này hay nhở? Tôi đã bảo không là không. Mà tôi cũng là chị cậu đấy nhá. Tại sao cứ thiên vị những người khác đấy? Thì em có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà nếu mà chị cứ như thế này sẽ hại đến một mạng người đấy. Cậu bị điên à? Tôi có làm hại em bao giờ đâu. Nói lên ca lên thuyền. Một mạng người là sao hả anh Quân? Em nói thật đấy. Nếu bây giờ chị không muốn hại chết một mạng người ấy, thì chị nhường cho chị Lan trở lại đi. Anh ấy kia giúp nhà bắt nạt tôi. Bây giờ đến cả cậu muốn đuổi tôi đi đúng không? Em xin lỗi. Ôi dồi ôi, em xin lỗi. Chị đúng không?
không nữa. Hay làm thế này nhá, bây giờ em sẽ mua cho chị một con gấu bông. Thật không? Thật. Em cũng thích gấu bông. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ mua cho cả hai người một con gấu bông nhá. Nhưng mà với một điều kiện, ngay bây giờ em có việc rất gấp cần gặp chị Lan. Tôi biết ngay mà, gấu to hay gấu nhỏ, gấu gì, tóm lại là chỉ muốn đuổi tôi đi thôi đúng không? Thôi chị đừng khóc nữa chị Lan. Anh Quân nhá, anh biết trêu chị ấy. Chị đừng khóc nữa mà. Chị Thu ơi, chị Thu. Chị không sao đấy chứ? Không biết bao giờ những chuyện như này mới chấm dứt đây. Chị cảm thấy bí bách và mệt mỏi quá. Em ơi. Em khai cái kia. Dạ, đợi em một chút ạ. Chị là chị Thư hay là chị Lan vậy? Chị đây. Chưa bao giờ chị gào thét nhiều như thế. Chị đang nói về cảm giác của mình đấy à? Mỗi khi Nhân hay là Thư xuất hiện, chị cảm giác có một bàn tay vô hình nào đấy túm lấy chị, bịt mắt bịt tai. Chị dãy dụa mà không tài nào thoát ra được. Kỳ lạ thật đấy nhở. À, nhưng mà thôi, em đã tìm được vị trí của anh Thái rồi đấy. Thế á? Thế thì... Nhưng mà Nhân đã bắt cóc anh Thái, chị có nên đi gặp anh ấy không? Nhỡ làm anh ấy hoảng sợ hơn thì sao? Chị không phải lo đâu. Anh Thái là bác sĩ tâm lý, anh ấy hiểu chị hơn ai hết mà. Mình đi thôi chị. Chị, đây là nơi định vị điểm chị Nhân đến đấy. Kỳ lạ thật, chị không thể nhớ nổi những gì mình đã làm ấy. Bên này. Anh Thái ơi. Chị, thấy anh Thái đâu không ạ? Đây, anh ấy đang rất gần đây rồi. Hay từ hướng kia xem. Anh Thái ơi. Anh Thái. Anh Thái ơi. Anh Thái ơi, anh có làm sao không? Anh Thái, anh ơi, em Lan đây. Anh có sao không? Anh có đau lắm không? Anh không sao. Cái vẻ mặt vô tội của em khác hẳn cái lúc mà em cho anh nghiến anh ấy. Em xin lỗi. Anh không trách em đâu. Tất cả là lỗi của em. Cũng vì Nhân muốn ở lại mãi mãi, với lại do anh làm Nhân có tình cảm nên mới đối xử như thế. Thế nên tốt nhất là anh hãy tránh xa em ra. Tất cả mọi người đều biết em không phải là người có lỗi mà. Nhưng là em hay Nhân làm thì cũng như nhau mà. Nếu như không có em thì cũng sẽ không có Nhân, và sẽ không xảy ra những chuyện như thế này. Chị đừng tự trách mình nữa. Dù sao thì anh Thái vẫn an toàn ở đây mà. Nhưng làm sao chúng ta biết sau này cô ta còn gây ra những chuyện gì, có thể còn khủng khiếp hơn thế này nữa. Chính vì thế em không được chán nản,
Lý trí em càng yếu đuối thì các nhân cách khác càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Không, anh và Quân nữa, hai người cứ mặc kệ em. Chị Lan. Lan. Đi thôi. Cậu cứ yên tâm, để tôi khuyên giải cô ấy. Em đưa anh về. Lan. Tại sao muốn làm một người bình thường lại khó thế hả anh? Thì ai chẳng có những tính cách đối lập nhau. Chỉ là có mặt nạ che nó đi. Còn em ấy, tự đánh vỡ mặt nạ của mình. Anh hãy tránh xa em ra. Biết đâu một ngày nào đấy, chính đôi tay này sẽ cầm dao giết anh thì sao? Em lo nghĩ quá đấy. Cô ấy chỉ cá tính thôi, chứ không xấu xa như em nghĩ đâu. Việc bắt cóc nhân còn dám làm thì em không biết là cô ta sẽ còn làm những gì nữa. Em yên tâm, anh sẽ thận trọng hơn. Từ giờ anh hãy mặc kệ em. Như thế anh sẽ được an toàn. Này, em nghĩ anh nhút nhát thế à? Vừa mới bị trói một tí, bỏ bệnh nhân của mình chạy luôn à? Nhưng em không còn là em nữa. Chỉ là em đang bị bệnh thôi. Rồi tất cả ấy sẽ trở lại bình thường. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Để anh đưa em về. Anh về trước đi, em muốn ở một mình. Tối rồi, em ở một mình anh không yên tâm. Đi. Nhà em lại thay đổi tiếp thì sao? Anh đã bảo không nói chuyện này nữa cơ mà. Đi. Này, sao bảo đi một mình cơ mà? Tao theo dõi nó mấy hôm nay rồi, lúc nào cũng đi một mình cả. Không biết thằng kia hôm nay tự dưng từ đâu mọc ra nữa. Anh nghĩ chuyện hôm nay không nên để nhiều người biết. Nhưng mà em ấy này với anh lắm. Thôi, em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Nhân tỏ ra ghê gớm, nhưng bên trong cũng yếu đuối như em ấy. Em đâu có yếu đuối ạ. Này, với anh ấy, em không phải che giấu bản thân mình đâu. Có khi anh còn hiểu em hơn là em hiểu chính mình ấy. Thầy có làm nữa không? Làm. Làm. Anh Thái ơi. Anh Thái ơi. Anh Thái. Có ai không? Cứu tôi với. Anh ơi. Có ai không? Cứu tôi với. Không, giúp chúng tôi với. Anh ơi. Làm sao không vậy? Anh chịu sao vậy thương gì nữa chị? Con cứu thương đi. Sao không? Con phải cứu thương đi em. Con cứu thương đi, con đi. Em. Em có bị thương ở đâu không? Nhưng mà anh Thái thì có. Lại là anh ta. Mà sau đêm hôm rồi, hai người còn đi với nhau nữa. Chuyện dài lắm, nhưng anh ấy bị như thế là vì bảo vệ em đấy. Vì em, lúc nào em cũng nhận lỗi về mình. Anh đã cảnh báo với em bao nhiêu lần rồi. Theo anh thấy ấy, gã bác sĩ này chỉ tìm cách để tán tỉnh em thôi. Anh đừng nói thế. Nếu anh ấy không đỡ cho em thì không biết giờ này em như thế nào rồi. Mà tại sao lại có người hãm hại em? Anh cũng không biết. Hình như đấy là cướp ấy. Anh thì không nghĩ như thế đâu.
mình cứ nên báo công an đi. Hôm nay thì có kẻ hành hung em, biết đâu ngày mai có kẻ nó tạt axit vào em thì sao? Anh xin lỗi, là tại anh lo cho em nên anh mới nói vậy. Thôi, mọi chuyện cứ để anh lo cho. Bây giờ mình đi về nhá. Không được, người nhà anh Tài đã đến đâu. Rồi cả đêm họ không đến, em cũng định ở lại đây à? Thì em phải ở đây để chăm anh ấy chứ. Hắn ta là gì của em mà em phải ở lại? Em... Anh tỉnh rồi à? Anh có đau không? Anh không sao. Mình nói đúng đấy. Em về đi. Ở đây có bác sĩ và y tá rồi. Nhưng mà để anh một mình em không yên tâm. Cảm ơn anh đã giúp cô ấy. Tôi có giúp được gì đâu. Với lại người đàn ông nào trong hoàn cảnh đấy mà chẳng làm thế. Vì anh đã giúp cô ấy mà bị thương nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, từ lần sau tôi không muốn nhìn thấy anh đi chơi riêng với bạn gái tôi nữa. Anh Minh, tất cả viện phí tôi sẽ thanh toán. Anh quá đáng rồi đấy. Về thôi anh. Em không về. Đi theo anh. Anh, bỏ anh ra. Mình không thể làm như thế được. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.